Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thực trạng đạo đức xã hội tổng trọng vẫn giáo dục chưa có bao giờ như hôm nay Vụ việc xảy ra tại trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang Một nhóm học sinh dồn cô giáo của mình vào góc trường đua nhau ném dép, giấy rác vào người cô và liên tục buông những lời thô tục Dư luận xã hội hết sức bức xúc và cho rằng đây là biểu hiện của sự xuống cấp của đạo đức học đường là hệ quả của một hệ thống giáo dục xuống cấp trầm trọng khi thầy không ra thầy, trò không ra trò. Những lời dạy của tiền nhân dạy con cháu phải biết tôn sư trọng đạo bây giờ đang ở đâu? Ai là người sẽ phải chịu trách nhiệm về tình trạng giáo dục thối nát đến như thế? Lãnh đạo ngành giáo dục Việt Nam còn nhớ hay đã quên bài học yêu trẻ trẻ đến nhà, kính già, già để tuổi. Hay bản thân họ không được phụ huynh dạy dỗ từ tấm bé. Vụ học sinh nhốt ném dép của cô giáo ở Tuyên Quang đã gây rung động mạng xã hội trong và ngoài nước. Gần 300 năm trước, nhà bác học Lê Quý Đôn đã cảnh báo về họa mất nước khi đó là trẻ không kính già, trò không trọng thầy, bình kiều tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phù ngoảnh mặt, một xã hội như vậy thì đất nước đã cận kề với họa diệt vong. Nếu so sánh với xã hội Việt Nam hiện nay, thì câu nói trên đã trở thành một lời tiên tri của nhà bác học Lê Quý Đôn từ hàng trăm năm trước, nỡ ứng nghiệm luôn vào bây giờ. Mà cụ thể đó là, việc trẻ không kính già, cho không trọng thầy là điều mà ai cũng thấy đang diễn ra khắp nơi. Cũng bởi đồng lương nhà nước trả thì không đủ sống, thầy cô phải xoay sở trăm nghề theo triết lý đói đầu gối phải bỏ. Do đó, giáo viên đã để mất hình ảnh về tư cách, về chuẩn mực nghề nghiệp thì bị học sinh coi thường cũng là điều rất dễ hiểu. Tiếp theo là thực trạng binh kiều tướng thoái phổ biến trong lực lượng vũ trang của Việt Nam hiện nay, đặc biệt là lực lượng công an đã trở thành một lũ kiêu binh phản phúc, đến mức nhân dân những người nuôi sống họ bằng tiền thuế trong mắt họ chỉ là thế lực thủ địch tiếp theo là tình trạng tham nhũng tràn lan của các cơ quan tại trong đảng thì không cần phải nói nhiều vì nay đã trở thành một vấn nạn nghiêm trọng từ xã, huyện đến tỉnh, trung ương. Thậm chí có thể khẳng định tới 100% quan chức, công chức nhà nước đều dính líu đến tham nhũng. Họ không tham nhũng thì làm sao sống đủ với đồng lương dằm 3 triệu mỗi tháng, không đủ tiền uống cà phê. Tình trạng sĩ phu ngoảnh mặt tiếp theo cũng đã quá rõ ràng cứ nhìn thái độ của nhân sĩ trí thức đối với cuộc sống chuyển lãm tranh gò đồng của nghệ sĩ Phạm Xuân Trường mới đây thì thấy quá rõ. Trong năm vấn đề của nhà bác học Lê Quý Đôn nêu ra, nếu chỉ phạm có một trong năm người ta đã phải lo ngại và cảnh báo, bây giờ Việt Nam đạt chỉ tiêu trên 100%. Ông Tổng Bí Thư Già Nô Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam Trở lại tình trạng trẻ không kính già, trò không trọng thầy. Trong xá thút đạo đức xã hội xuống cấp do đầu. Do kiến trúc sư Dương Quốc Chính cho rằng, từ khi cách mạng cướp chính quyền đến mùa thu năm 1945, không những chính quyền cũ bị lật đổ mà cả nền tảng giáo dục đạo đức xã hội và tôn giáo của nó cũng bị lật đổ theo, làm cho các giá trị xã hội bị đảo lộn. Dưới chế độ mới, xã hội chỉ còn rào cản bằng điều lệ đảng, và đó chính là nền đạo đức xã hội chủ nghĩa, tức là đạo đức cách mạng. Cách hiểu lệch lạc và bình đẳng về bình đẳng, mọi người đều ngang nhau và tôn ti trật tự cũ đều bị phá bỏ, dẫn đến tình trạng không ai tôn trọng ai. Bần cung có thể chỉ mặt chửi địa chủ, công nhân, thợ thuyền, buôn bán nhỏ, có thể chửi mặt chửi tư sản, giáo sư vân vân. Rồi thì nền tảng tôn ti trật tự cũ thực sự bị đào tận gốc, chốc tận rễ là trong thời cải cách ruộng đất, con cái đấu tố bố mẹ, người làm đấu tố chủ, ân nhân cũ vân vân ông dương quốc chính viết tiếp đến thời đổi mới tình trạng xã hội xuống cấp mất đạo đức càng trầm trọng hơn đồng tiền lên ngôi khuynh đảo tất cả giá trị ông nhấn mạnh tiền bạc lợi ích nó là động lực phát triển của chủ nghĩa tư bản nhưng chủ nghĩa tư bản nó không bị mục ruỗng nền tảng đạo đức vì nó còn duy trì tôn giáo và tôn ti trên dưới của xã hội và quan trọng nhất là pháp luật nó nghiêm minh và độc lập còn ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay thì đang có đủ thứ tật xấu của Cộng sản và Tư bản, nhưng luật lại không thể nghiêm vì có nhiều kẻ được ngồi trên luật. Cho nên, theo ông Dương Quốc Chính, đừng nên chỉ trách thể cô giáo vì họ cũng chỉ là những cá nhân trong một xã hội. Cả xã hội đạo đức xuống cấp thì không thể tránh khỏi từng cá nhân đạo đức cũng xuống cấp theo. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói rằng giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ cũng phải xin nhắc lại báo giáo dục vào ngày mùng 4 tháng 11 năm 2018 có bài Giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Theo đó, chiều ngày mùng 3 tháng 11, tại Phủ Chủ tịch Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khi đó đã gặp mặt 55 học sinh, sinh viên tiêu biểu ngành giáo dục vào năm 2017-2018. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thì nhấn mạnh rằng Nhìn tổng thể, giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ. Được biết, phản ứng của công luận ngày đó và hôm nay đều thống nhất vắn tắt ở nhận định ngắn ngủi như sau Nghe mà muốn chửi Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Thực trạng đạo đức xã hội tổng trọng vẫn giáo dục chưa có bao giờ như hôm nay Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ vạn thịnh phát đã bị phát hiện hơn 10 năm nhưng không xử lý. Trách nhiệm thuộc về ai? Hàng loạt đại án tham nhũng đã và đang sắp đưa ra xét xử trong những ngày cuối năm 2023. Theo chỉ đạo của cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, những vụ án đã xét xử như IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chuyến bay giải cứu rồi sắp tới là FEC của Trịnh Văn Quyết, Tân Hoàn Minh và Đỗ Anh Dũng cùng với đại án Việt Á, Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan vân vân. Song cũng chưa phải là hồi kết. Với thành tích chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà truyền thông nhà nước thì luôn ca ngợi, nhưng không hiểu vì sao, càng chống tham nhũng thì tham nhũng càng lan rộng, đặc biệt lớn về tầm vóc và quy mô. Trước đây quan tham chỉ dám tham nhũng nhiều nhất là đôi ba tỷ Nhưng hiện nay tham nhũng tối thiểu cũng vài chục tỷ Thậm chí hàng ngàn tỷ là chuyện bình thường Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Chỉ một trưởng đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ Đối với ngân hàng SCB Vậy mà SCB đã hối lộ cho cá nhân bà Đỗ Thị Nhàn Lên tới 5,2 triệu đô la tương đương với 118 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền hối lộ đó có mục đích để đoàn thanh tra, bao che và không xử lý đối với những hành vi trầm trọng của ngân hàng SCB. Trong những ngày này, dư luận bi quan và đặt câu hỏi rồi tới đây không biết sẽ còn bao nhiêu đại án và siêu đại án nữa sẽ bị lộ. Vì sau khi vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan bị phát giác, thì không có gì đảm bảo rằng những doanh nghiệp kinh doanh bất động sản cỡ khủng như Vingroup, Sun Group Novaland đều bị sờ tới thì điều gì sẽ xảy ra? Kể từ sau đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khởi động một chiến dịch đốt lò, một bản copy của chiến dịch đả hổ diệt ruồi của Tập Kinh Bình ở bên Trung Quốc. Ban đầu, dân chúng thì vỗ tay ca ngợi Tổng Bí thư hết lời vì đã quật ngã được Đinh Đa Thăng, một việc làm chưa từng thấy. Khi đó, dân chúng họ hỏi hy vọng rằng cái lò tôn của ông Trọng sẽ ngày càng đỏ lửa, rồi công cuộc chống tham nhũng sẽ phát hiện và quét sạch hết lũ giặc nội sầm. Nhưng khi đó, người dân Việt Nam quên mất một nhân vật khác, cũng trích là vua biết mặt, chú biết tên, cũng là ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, nhiều ông đinh La Thăng. đó là sâu chúa Lê Thanh Hải với tội trạng được cho là gấp trăm, khắp vạn lần đinh La Thăng. Vậy mà không hiểu tại sao sâu chúa này vẫn bình an vô sự cho đến ngày hôm nay ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng già nua của Việt Nam. Công luận khẳng định nếu Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng thực sự như ông thường xuyên khẳng định trên các phương tiện truyền thông đại chúng là chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh, thì chắc chắn sẽ không để cho Lê Thanh Hải sử dụng quyền lực tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát phát triển đến như thế. Để rồi nhóm lừa đảo này dễ dàng chiếm đoạt hơn 300.000 tỷ đồng tương đương với 12,5 tỷ đô la tại ngân hàng SCB. Đáng chú ý, sự vô tình hay hữu ý của ông Tổng Bí thư được giáo sư Abuja phân tích vụ án Vạn Thịnh Phát đánh giá đây là một thất bại nặng nề của việc giám sát kiểm tra trong công tác tham nhũng. Vậy mà một năm sau khi Trương Mỹ Lan bị bắt, cho đến nay không có bất kỳ một quan chức cấp cao nào trong chính phủ hay hệ thống ngân hàng nhà nước của Việt Nam bị xử lý vì vụ bê bối này sau vụ việc Trương Mỹ Lan và Vạn Định Phát bị phát giác, những người lâu nay vẫn tự hào về việc Tổng Bí Thư chống tham nhũng mới bừng tỉnh than rằng Ông Trọng đánh giặc nội xâm mà lại để cho quân của Tổng Bí Thư bảo kê chiếm lĩnh hết trận địa quậy cho đất nước tanh bành chưa từng thấy Chứng tỏ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng tài cán nỗi gì Cơ quan chống tham nhũng có tên gọi rõ ràng là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nói ra để thấy không chỉ có chống mà còn phải có chức năng phòng thậm chí phòng còn quan trọng hơn cả chống tham nhũng tổng bí thư trọng đã quên mất trách nhiệm quan trọng này khi không quan tâm đến việc phòng tham nhũng phải chăng mối quan hệ chằng chịt của lê thanh hải đã giúp sâu chúa này thoát tội cụ thể vào ngày 9 tháng 1 năm 2014 tờ báo việt nam net đăng bài bà lan vạn thịnh phát trong lời khai dương trí dũng bài báo có đoạn Chiều ngày 8 tháng 1, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lộ bí mật nhà nước. Hội đồng xét xử đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội có yêu cầu đề nghị với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra hành vi nhận 500.000 đô la và 20 tỷ đồng của một cán bộ cấp cao. Nếu đủ căn cứ phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi bài báo được đăng cho đến nay, câu trả lời cho vấn đề mà Việt Nam Net đề cập vẫn còn bỏ ngỏ. Công luận đặt câu hỏi khi báo chí đã phản ánh nhưng Tổng Bí Thư trong vai trò người đứng đầu và các cơ quan chức năng đã bỏ qua không xử lý khiến xảy ra hậu quả lớn thì ai phải là người chịu trách nhiệm đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vụ vạn thịnh phát đã bị phát hiện hơn 10 năm nhưng không xử lý. Trách nhiệm thuộc về ai? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thầy báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.d